tôi chuyển đổi sang nuôi cá cách đây được khoảng chục năm rồi ạ. Và thấy nó hiệu quả hơn cây lúa rất nhiều. Nuôi cá thì gia đình cũng kinh tế cũng phát tốt hơn, con cái là học hành tốt. Tôi cũng nhận một số ruộng ở đây để tôi tức là làm ăn cấy nó không hiệu quả ấy, thì tôi đắp cái đập này. Thì tôi nuôi cá thì năm 2013 đến giờ thì cũng cảm thấy nó cũng được. Cho tôi thì cho ăn cám này, rồi là tôi mua máy quạt để cho nó quạt khí cho nó cá nó thông thoáng ấy để nó nhanh lớn hơn. Còn mùa dịch thì tôi phòng dịch thôi, áp dụng khoa học kỹ thuật với lại công tác phòng chống dịch bệnh ấy, thì tôi cảm thấy nó sẽ được nhiều hơn và nó sẽ ổn định hơn. Hộ hiện nay thì đang canh tác cái ruộng lầy thụt sâu chua, cấy lúa là kém hiệu quả, thì được đảng ủy ủy ban dân quan tâm hướng dẫn và chuyển đổi sang mô hình là nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá. Địa phương thì cũng thường xuyên là gửi các hộ đó tham gia vào các lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản ở cấp huyện, cấp tỉnh, để cho hộ gia đình cũng nắm vững cái quy trình nuôi, chăm sóc, rồi là phòng trừ bệnh, là đảm bảo là cá sạch, không dịch bệnh và có năng suất hiệu quả cao.